Thưa quý vị và các bạn, trong hơn một tháng qua, Công an tỉnh và Công an các huyện đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biêu chính viễn thông đối với 5 công dân trên địa bàn với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Công an huyện Tiên Lữ xử phạt Nguyễn Thị Diệu, 24 tuổi, chú tại xã Trung Dũng, chủ tài khoản Facebook Đàn Bà Quyền Lực với số tiền 12 triệu 500 nghìn đồng. Dịu đã đăng nội dung không được ra khỏi nhà từ 4 giờ, đến 7 giờ 30 phút sáng mai, vì các chính phủ trên khắp cả nước đổ nước thuốc khử trùng theo máy bay, xin chuyển qua thông báo cho nhau biết. Công an huyện Khoai Châu xử phạt Nguyễn Thị Lan Anh, 27 tuổi, ở xã Bình Kiều và Hoàng Ngọc Hằng, 24 tuổi, chú tại xã Dân Tiến, mỗi người 10 triệu đồng. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đăng Song, và Lương Đình Xanh chú tại xã Tân Việt huyện Yên Mỹ mỗi người 5 triệu đồng. Các đối tượng trên đều đăng nội dung sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.